Hello, hôm nay mình quyết định là làm thử một cái bài test về về cái vấn đề gọi là ca che kết cho ổ cứng chạy HDD bình thường, nhưng mà mình sẽ dùng một ổ cứng khác là chạy bằng SSD để kết cho cái ổ cứng HDD đấy, xem tốc độ nó có cải thiện không và hiệu quả thực tế nó như thế nào. Mình quyết định là để cái máy mình đang chạy đây, và mình để hoàn toàn là nó nguyên xi cái dòng đang chạy, mình không hề boot, không hề switch, không hề gọi là hack hit các kiểu gì hết để làm các thông số ảo. Đây là mình bài test này là mình là một end user, và mình test mình dùng như thế nào thì mình thấy như thế nào thì mình dùng như vậy, và thấy như thế nào thì mình nói như thế, chứ mình không thêm không bớt cũng không gì. Về thông số cơ bản thì để mình xem, mấy mình thì chẳng chạy Windows 10 thôi, chẳng vấn đề gì. Mình nghĩ bây giờ ai cũng chạy Windows 10 hết rồi, không vấn đề gì. Ok, mình sẽ nói cụ thể về cái ổ cứng mình đang dùng. Ổ cứng mình đang dùng nó đang có những cái đây. Ổ C là mình chạy. Ok, mình sẽ bật cái thằng AdMV lên này để cho mọi người nhìn rõ thông số. Nói chung là trước khi bài test mình sẽ nói cụ thể các thông số cứng mình đang dùng để bạn dễ hình dung hơn, chứ không thì bạn sẽ hơi khó hiểu cái vấn đề mình nói ở phần sau. Ok, cái ổ C mình sẽ cho nó chạy bằng con SSD M2 256 GB. Ổ SSD của mình là ổ là chạy bằng con ổ H, ở đây là SSD là chạy bằng con SSD. Ok, mình không nhớ tên nó tên gì. Mình bật this info lên nhìn cho nó cụ thể. Ok, cái ổ H là mình dùng cái con SSD là 860 Evo 500 GB, và thực tế thì ở đây dung lượng nó chỉ có 400 thôi, tại vì 100 GB còn lại mình dùng để kết cho những cái ổ cứng chạy bằng ổ cứng khác ở những cái con Toshiba. Đây, ví dụ như ổ này, ổ D, ổ E, ổ F, ổ G là ba cái ổ, bốn cái ổ đĩa này là ổ đĩa là con Toshiba HDD bình thường 1 GB, hình như mỗi cái mình cắt nó làm đôi á, kiểu 500 500. Còn cái ổ shop và Ryvik thì mình để là mình phân ra từ cái ổ C thôi, là từ cái con SSD M2 MZHPV2556 gì đấy. Nói chung cái này thì cũng không quan trọng đâu, tại vì cái ổ SSD M2 gần như mình chỉ chơi win thôi, chứ mình cũng dần bây giờ chẳng làm gì. Thực tế thì bây giờ đa phần là mình dùng thông qua cái con SSD 500 GB này, gần như tất cả mọi thứ mình đều dùng qua nó, chưa kết chứ đủ hết ở đây. Ok, thì hiện tại mình đang muốn thử một vấn đề, đó chính là bạn nào nếu mà hay dùng Internet Download Manager sẽ gặp một cái tình trạng, nếu mà bạn dùng ổ cứng HDD bình thường á, trên những cái file mà khoảng chừng 50 GB, sắp xỉ 40-50 GB á, mà bạn cắt ra làm khoảng chừng 8 đến 16 thia để bạn download cho nhanh á, thì lúc mà download xong nó nối lại nó sẽ cực kỳ lâu. Mình nhớ là cái thời điểm trước đây mình để dùng HDD bình thường, mình cho nó nối file á, nó nối khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ mà không xong luôn á, hình như 2 giờ đồng hồ nó mới nối xong cái file này, một con số kinh hoàng. Và chưa kể là trong lúc nó nối file á thì nó làm cho cả cái hệ thống của mình gần như là đứng cứng ngắc, không nhúc nhích gì được, không nhúc nhích được gì luôn, tại vì gần như HDD là luôn luôn 100% load, và nó mặc dù ổ chứa win là ổ C, nó không liên quan gì tới những cái ổ để chứa data đây, nhưng mà lúc cái ổ E, F, G, H này nó bị full load á, là cái hệ thống nó bị giật đơ luôn. Thế nên hôm nay mình mới quyết định là thử dùng kết cho cái ổ những cái ổ HDD này với ổ C, ổ D, E, F, G, mình sẽ cho nó kết thông qua ổ H, ổ SSD. Thì mình là dùng một cái phần mềm rất là xưa rồi, phần mềm này nó có rất là lâu đời rồi, nó là Primo Cache. Đây, phiên bản của mình đang dùng là bản 3.0.9. 3.0.9, con số cũng chẳng có vấn đề gì.
Cái thường thì mình dùng, ngày xưa mình hay dùng Primo Cache, mình hay dùng RAM, mình hay dùng RAM để làm cache thôi. Chỉ rất hiếm khi nào mình dùng ổ cứng để làm cache, tại vì mình thấy nó không hiệu quả gì cả. Tại vì một phần là cái máy kia của mình á, nó lại dùng toàn là SSD hết. Cho nên SSD mà dùng SSD cache thì cũng ít để làm gì, thì dùng RAM thôi. Nhưng mà ở cái máy PC mà đang dùng thì mình có khá nhiều ổ cứng dùng HDD, thế nên mình quyết định là dùng SSD để cache cho nó. Cái này thì nó lại khá là, bước này thì nó hơi nói về vấn đề sử dụng cái phần remote cache thôi. Mình sẽ nói rất nhanh nhé. Ok, đầu tiên bạn đánh vào cái phần manager level 2 store. Sau đó ở đây thì bạn tạo một cái level 2 store. Thì mình tạo rồi. Ở đây là mình tạo từ cái ổ SSD Samsung 860 EVO 500GB. Mình cho nó là 100k cache. Đấy. 100GB mình nhầm. Ok, 100GB. Và ở cái phần cache thì mình cache ổ GDFE. Đây. Là 4 cái ổ để chạy HDD. Mình tống hết cho nó cache thông qua cái ổ SSD 100, cho nó 100GB. Đây, và đây bạn có thể nhìn thông số đây, level 2 cache là 100GB. Và mình set cho nó là ở đây mình set cho nó là 100GB. Thì nó tự phân ra là 50GB cho write, 50GB cho đọc và 50GB cho ghi. Cho thông số khác cũng vấn đề gì. Ở đây mình dùng vấn đề nó có một cái tính năng, đó là Enable Display Write. Thì theo mặc định á, tức là bây giờ mỗi lần mà bạn cái ổ HDD của bạn dùng thì nó sẽ dùng thông qua con SSD. Và ở đây set tham số là 10 giây, có nghĩa là cứ 10 giây sau thì nó sẽ chuyển dữ liệu ngược lại từ SSD sang HDD để thông tin nó được ghi lại vào trong ổ cứng là ổ HDD. Bước này nó hơi kỹ thuật quá. Các thông số ở trong đây của nó thì nó liên quan tới phần mềm thôi, thế nên mình gần như cái thông số này mặc định thôi. Mình nhớ ngày xưa nó có một số option hiệu quả hơn thì tùy cách sử dụng của mỗi người, thế nên mình cũng không chắc. Đây là mình đang để tham số mặc định của thằng Primo Cache thôi, là để 10 giây sau thì nó sẽ tự ghi. Trong đó có 50GB là để đọc và là read đây, và 50GB là write. Ok, nó ở đây nó sẵn. 4 ổ đĩa đấy, hiện tại nó như thế này, tình trạng nó đang như thế này. Ok, 39%. Ở D là cache hit 57, 59, đoạn 11, 27 gì đấy. Ok, thì nói chung là mình dùng phần mềm Primo Cache để mình cache cho hai cái ổ cứng là Toshiba ở đây. Đây, mình sẽ tắt cái phần này đi cho nó khỏi vướng. Okay. Primo Cache thì nó vẫn chạy, nó đang chạy rồi, thế nên cũng chẳng có vấn đề gì. Start thôi. Tắt kéo đi thôi, nó vẫn đang chạy ngầm ở trên những cái xây việc ở trên Windows thôi, thế này không bàn. Ok. Thực tế thì mình đang dùng một cái phần mềm, nó tên là Camtasia để quay cái màn hình này lại, quay những cái thứ mà mình đang bạn có clip thì bạn sẽ thấy nó dùng phần mềm đấy để quay. Và cái phần mềm đấy thì nó cũng đang dùng cái con SSD để chứa dữ liệu kết, lúc bạn đang kết nó đang quay, nó sẽ chứa dữ liệu cho con SSD này. Thực tế thì bạn cũng có thể thấy ở đây bằng cái phần mềm HW Info, đây bạn có thể thấy là cái ổ cứng SSD 860 EVO là cái ổ H. Đây, thực tế thì nó vẫn đang đọc và ghi rất là nhiều, bạn có thể thấy không. Đây, ok, mình nói hình như hơi quá xa thì vậy. Bây giờ nó xuống còn 0.1 à, mặc dù nó đang chạy nhưng mà nó chỉ ghi có một tí thôi. Có vẻ như cái file quay video đó nó cũng không nặng lắm nè, bạn thấy quay nó rất là nhẹ, nó chỉ có một tí thôi. Nó đang current này, nó đang chạy này, chỉ có như đây thôi đấy. Thực tế cái phần mềm quay màn hình này nó cũng tương đối nhẹ. Ok, mình sẽ tạm thời cắt đi. Ok, bây giờ tiếp theo mình sẽ quay lại cái vấn đề là Internet Data Manager. Ok, đầu tiên mình sẽ vào option để cho bạn nhìn. Đây là phần Sell To. Bạn sẽ thấy là mình sell cái file ở trong ổ đĩa G là cái ổ ổ HDD. Đây, ổ G là ổ HDD.
Và cái thư mục packet của Internet Explorer Manager mình cũng để là Ogre, là cũng là con HDD luôn. Nhưng mà hiện tại thì hai con này mình đang kết thông qua phần remote cache rồi. Ok, bạn có thể thấy nhá. Và cái file này thì ok, ok, nó đang có file sale luôn. Bạn có thấy rõ đây chỉ là sale ở Ogre, là ổ chạy bằng hack DD. Thực tế thì mình ở đây cái file download của mình luôn cách, mình để con nó sinh sẵn là 16. Thật ra thì bạn để khoảng chừng 8 thia thôi là nó cũng maximum tốc độ rồi. Nhưng mà mình quen tật mình cái đang 16 thôi. Với lại vào phần bài test này mình còn đang muốn test thử xem thật nhiều thia như thế thì nó sẽ ảnh hưởng tới tốc độ như thế nào nữa. Ok, hình như nãy giờ những cái thông tin mình nói, mình nghĩ mình nói cũng tương đối đủ rồi đấy. Ok, và bây giờ mình sẽ cho nó tiếp tục. Ở đây nó đang chạy ra 99.95%. Mình ngừng lại để cho nó chưa reboot cái file. Mình ngừng lại để mình nói. Ok, ở bên HWInfo thì bạn có thể thấy được cái tốc độ 4 cái ổ cứng đang chạy như thế này. Hiện tại thì bạn có thể thấy là hai con Toshiba gần như không chạy gì hết. Current gần như đứng không. SSD thì chạy một tí. Đương nhiên, tại vì mình vẫn đang quay bằng cái phần mềm quay màn hình thì nó vẫn đang chạy thôi. Nhưng mà không biết tại sao nó vẫn chạy rất ít nhá. Hình như nó tống một ít qua, nó xử lý một tí qua RAM hay cái gì đấy, nó chạy rất ít. Ổ C thì không bàn này, ổ C thì Windows chạy thế nào thì nó chạy. Mà thật ra mình cũng chẳng quan tâm tới ổ C, tại vì cái con SSD 12 nó quá nhanh để mà bạn suy nghĩ tới vấn đề về tốc độ rồi. Mình chỉ quan tâm tới hai cái ổ HDD sau khi kết bằng SSD thì nó cải thiện được tới mức độ nào. Bình thường cái file, một cái file video như thế này khoảng chừng gần 50GB, mình mà để HDD nó reboot bình thường thì trung bình nó chỉ được 10 MB một giây thôi. Lúc mà nó reboot lại nó được 10 MB một giây thôi. Và cái file 50GB này, bạn cứ hình dung đơn giản là 10 MB một giây đi, thì tối thiểu để mà chạy xong được cái file 50GB này nó cũng phải xem 1 đến 2 tiếng đồng hồ đấy. Thực tế là thế đấy. Tại vì thực mình cũng chưa hiểu tại sao cái ổ HDD nó lại ghi chậm như, nó lại lúc mà nó reboot chậm như vậy. Tại vì tốc độ được có 10 MB một giây à, 10 MB, mà thực tế cái máy mình nó download mạng nhà mình còn được 5 MB một giây nữa. Mà bây giờ cái thằng ổ cái thằng ổ cứng nó reboot á mà được có 10 MB thì mình cũng bó tay luôn. Không hiểu sao nó chậm như vậy nữa. Ok, đây là một cái giải pháp dùng SSD để cache cho HDD. Và thực tế trước cái clip này mình làm là hoàn toàn trực tiếp, tức là mình chưa hề test bao giờ. Cái clip này cũng là clip đầu tiên mình chạy để mình xem thử chất lượng hiệu quả như thế nào. Đây là mình test ở điều kiện thực tế chứ mình không hề dùng những phần mềm benchmark. Bạn mà dùng những phần mềm benchmark thì bạn sẽ thấy là tốc độ nó hú lên, HDD nó hú lên không khác gì SSD cả. Ok, mình sẽ thử thực tế. Cái file này cũng 46GB, chính xác là gần 47GB rồi. Thông số kết thì mình để là, bạn có thể thấy ở đây này, là nó khoảng 50GB cho tất cả 4 cái ổ cứng, hai cái ổ HDD rồi, thế nên nó cũng tương đối đầy. Trước khi chạy thì mình dự đoán là nó sẽ chạy được 50% giai đoạn đầu tiên đó, là có thể nó sẽ chạy nhanh vì nó vẫn còn kết được. Nhưng mà khoảng gần về cuối nó sẽ bị chậm lại. Mình đoán như vậy thôi chứ mình không chắc. Tại vì vấn đề là tùy các bạn setting option ở cái mức ghi này, bạn set bao nhiêu giây. Ví dụ như đây mình set 10 giây thì nó ghi như vậy. Nhưng mà nếu mà mình set 30 giây hoặc là mình để 60 giây mình mới cho nó ghi một lần á, thì cái tốc độ nó sẽ khác nữa. Nhưng mà ok, mình đang test mà. Mình để 10 giây như mặc định của PrimoCache họ recommend thôi. Ok, bây giờ là bước cuối cùng, bước test tốc độ. Vừa quay video màn hình, vừa reboot một cái file sắp xỉ là 50GB. Ok, mình resume lại. Hy vọng là nó vẫn resume được. Chứ nó báo một câu là resume không được là cười. Ok, ở đây bạn cũng thấy rõ này. Bấm resume một phát là cái tốc độ đọc ghi nó phú lên 100% ngay. Ngay cái ổ cứng con SSD á. Đây, cái con Evo 600 này. Nó kết á. Bản thân thực tế đây là data từ... gọi là data, data từ mình cũng chưa hiểu sao cái phần mềm này Internet Explorer này bữa nay tự nhiên lúc mà bấm resume cái nó lại resume kiểu này. Resume này hơi kỳ.
và ngay đi sớm nó chỉ tiếp tục chạy thôi. Mà biết mình cảm giác thông số này giống như là nó đang rebuild luôn chứ không phải là resum nữa. Nè, nó chạy như vậy giống như resum. Nè, bạn thấy cái con SDD nó lên 100% luôn nè. Đấy. Và bây giờ cái ổ HDD. Đây, cái ổ này mình đoán là cái ổ G, cái ổ chứa data của cái file này. Nó đang hú 100% nhá. Thấy rõ nha, nó đang hú 100% đây. Ổ HDD 100%. Ổ SSD cũng đang chạy. Đọc, tốc độ đọc là cũng 100%. Tốc độ ghi thì khoảng 90%. Bạn có thấy ở đây là khoảng chừng 80 MB một giây này. Đọc 80 MB một giây và ghi khoảng chừng 20-30 MB một giây. Ở dưới này. Tốc độ của cái thằng HDD được kết cho nên nó cũng được gần 60 MB một giây. 75 MB một giây. Tốc độ rất là cao. Mình chưa hiểu ở chỗ này thôi, tại sao cái tốc độ này lại thành cái tốc độ. Hồi nãy mình đang down, mình stop nó lại. Bây giờ mình thấy nó kéo file hơi kỳ, mình thấy nó chậm quá nè. Mình cảm giác khúc này là giống như nó đang rebuild con mẹ nó rồi, chứ không phải là chỉ resum nữa. Nhưng mà có vẻ mình phải chờ rồi. Về vấn đề hiệu quả thì mình không biết được hiệu quả hay không, nhưng mà mình thấy cái tốc độ ghi ở đây 40 và ở dưới này khoảng đấy. Mình chưa biết thế nào đây. Nhưng mà mình thấy nó chậm vãi lòn ra. Cái phần mềm Internet Banana. Thật ra thì ở đây là do mình đang dùng ở bài test, thế nên mình dùng Internet Download Banana để test thôi. Chứ thực tế bây giờ mình down mình cũng không dùng thằng Internet Download Banana này để down nữa, tại vì cái cách xử lý của nó này, cái vấn đề cắt và nối file nó quá xin ú đi. Cái file 50GB mà download về xong nó nối gần 2-3 giờ đồng hồ thì nó chẳng khác gì chuyện bạn download hai file một lúc vào cùng lúc ấy. Nhất là tốc độ đường truyền mạng của Việt Nam bây giờ nó nhanh rồi. Có những nơi đường truyền nó cao á, nó có thể lên được 10 MB một giây luôn á. Tốc độ download thực tế xuống máy á, nó nhanh nghẹt đấy, nó nhanh kinh hoàng luôn. Thế nên cái chuyện mà bạn nó mất hơn 1-2 giờ đồng hồ chỉ để rebuild cái file thì nó vô lý lắm. Nên bây giờ mình cũng gần như rất ít dùng Internet Manager. Mình dùng cốc cấp, mình download trực tiếp từ trình duyệt, hoặc là đơn thuần thì mình dùng thằng ai download hay cái thằng gì mình quên tên này, Z-Downloader. Đây, thường là mình hay dùng Z-Downloader. Mình download thôi, tại vì cái cách xử lý về file của nó không ngáo đáo bằng thằng này. Hay là đơn thuần nhất là download bằng torrent luôn cho nó xong. Ưu điểm đầu tiên là do nó dùng gọi là SSD để kết tất cả rồi, thế nên bây giờ gần như cái gì nó cũng chạy qua không qua SSD, HDD. Mặc dù HDD ở đây bạn thấy không, nó full load, nó full 100%, nhưng mà cái tốc độ ở trên máy mình nó không bị đơ. Bạn có thể thấy, mình sẽ thử bật một cái phần mềm gì đấy lên để xem coi lúc mà mình đăng này nó có bị chậm không. Tại vì mình nhớ là lúc mà mình rebuild ở trên con HDD bình thường á là máy mình đơ lại luôn. Còn bật qua thật ra thì bây giờ bạn có thể thấy là ổ SSD vẫn đang 100% load, HDD cũng 100%, nhưng mà mình không thấy có triệu chứng bị đơ. Mình vẫn thấy nó bình thường, không bị tình trạng đấy. Còn nếu mà mình dùng ổ cứng thường là nó đơ cứng ngắc luôn á. Ok, thì bây giờ mình phải chờ cho nó chạy chứ không. Đủ mát nó chạy cái này bực bội quá. Đáng lẽ hồi nãy mình không nên spawn nó lại như vậy, mà mình vần vần để nó chạy. Và nó chạy luôn. Nhưng mà mình không chắc là mình nói hết bao nhiêu phút á, cho nên mình lại phải bấm dừng nó lại. Bấm dừng nó lại ở cái khúc này. Thế nên mình không nhìn được cái đoạn rebuild. Mình muốn dừng nó lại ở đây rồi tí nữa mình bấm. Lúc mà nói xong á, mình sẽ bấm resum tiếp. Và nó chỉ chạy từ resum thôi. Nhưng mà thằng khốn khiếp này bây giờ nó lại bằng rebuild nè. Ủa? Chờ tí nhá, mình đang nhìn thấy status nó ghi là rebuilding on downloading pa. Rất hiểu lắm. Tại sao lại là rebuild? Nó chưa download xong, ở đây nó mới được có 99.95% này. Thì nó phải download xong nó mới rebuild chứ. Còn bây giờ nó lại rebuild. Ok, thôi được rồi. Những cái đoạn gọi là resum này tí nữa mình sẽ cắt hoặc là mình tua nhanh cái đoạn này đi
để bạn khỏi phải nhìn cái đoạn nó chạy này, tại vì đoạn này nó hơi xàm xàm ke. Thôi ok, nó chạy thôi, mình cũng ngồi có thuốc để cho nó chạy thôi, không biết làm gì bây giờ. Ok, trong lúc nó đang chạy thì mình sẽ thử xem thằng remote cache nó đang xử lý cái ổ gà như thế nào rồi. Đây, ổ gà nó cache lên tới 80% rồi. Nó đang chạy sắp mặt lờ các kiểu đây. Đây về vấn đề tốc độ mình chưa đánh giá được tại vì nó vẫn đang chạy, nhưng mà hiện về cái vấn đề hiệu năng á, thì ít nhất là tối thiểu bây giờ mình có thể sử dụng cái máy mình mà không bị tình trạng lắc đơ lúc nó đang reboot hay là nó đang resum lại cái file download. Thực tế thì mình nghĩ mình nên thử cài một số cái app như vậy nè, ví dụ như cái app nặng tương đối nặng một tí, ví dụ như là Adobe Premium CC hay là đấy ở những cái app này, những cái app này khá là nặng thì mình sẽ cài nó ở trên ổ HDD thường, sau đó mình bật chạy mình thử xem tốc độ, so sánh nó tốc độ của nó khi chạy ở trên HDD và khi ở trên SSD như thế nào, rồi sau đó mình sẽ thử kết lại, sau đó mình so sánh xem nó chạy kết qua SSD, mình sẽ so sánh ba cái thông số đấy, tức là chạy thuần túy HDD như thế nào, chạy thuần túy SSD như thế nào, chạy thuần túy HDD nhưng mà kết quả SSD như thế nào, mình sẽ xem thử tốc độ nó có sự khác biệt như thế nào không, thì nó sẽ trực quan, nó sẽ dễ hiểu hơn là cái chuyện tống một cái file 50GB như thế này để test thực tế. Thật ra thì mình nghĩ nó cũng sẽ nhanh thôi, nhưng mà do cái vấn đề là mình lại ngừng ở ngay cái đoạn 99.95% này nè. Đấy, thế nên bây giờ nó mất cái tốc độ reboot này, cái tốc độ resum này của nó giống như nó đang reboot chứ không phải là resum nữa. Đấy. Mình không chắc là nãy giờ được bao nhiêu phút rồi, nhưng mà một cái file phim khoảng chừng gần 50GB như thế này thì trung bình ngày xưa lúc mà mình dùng HDD mình chạy nó phải mất gần 2 giờ đồng hồ để nó có thể và nó reboot xong được cái file. Ok, trên SSD bây giờ thì nó cũng chỉ khoảng hơn, nó chỉ không ở chừng dao động khoảng chừng 50. Đọc khoảng chừng 50, ghi khoảng chừng 20-30 gì đấy, nó quanh quanh khoảng khoảng đó thôi. Nó không có cái gì đặc sắc cả. Cái tốc độ đọc và ghi này nó giống như nó đang dùng cái tốc độ ở trên gọi là 4K đấy. Lúc mà bạn test ở những cái tham số phần mềm Ben ấy, nó sẽ giống như là cái tham số 4K chứ không phải là tham số thường nữa. Đây. Mình bắt đầu có cảm giác là nó có sự đơ rồi đấy. Mình bật cái phần mềm lên mà nó đất thành lát luôn nè.
Hình như hồi nãy cũng hồi nãy hình như chưa bấm hay sao, rồi giờ bấm cái đó lên mà nãy bấm không lên. Đây mình cảm giác cái tốc độ này nè, 40 với 20 này này, nó đang là cái tốc độ ở state 4K ở cái state thôi này, chứ không phải là state thường. Không vấn đề gì cả, tí nữa cái đoạn này mình sẽ dùng một số hiệu ứng tua nhanh, nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng gì tới cái chuyện bạn có thể đánh giá được đâu, tại vì cái đồng hồ Windows thì nó vẫn đang chạy đây, đồng hồ Windows thì nó vẫn đang chạy, mình có thể dựa vào cái đồng hồ Windows này để mình xác định được là từ lúc nó chạy cho tới lúc nó xong thì hết bao nhiêu phút, cũng tương đối chính xác và rõ ràng và công tâm, khó sai hơn. Nó có thể là một tí giây, một vài giây gì đấy, nhưng mà không vấn đề gì. Tại vì cái tốc độ reboot bằng con HDD nó tới 1-2 giờ đồng hồ, 2-3 giờ đồng hồ lận. Thế nên không sao, nếu nó lặp đi khoảng chừng 1-2 phút thì cũng chẳng vấn đề gì. Kiểu như sai số lúc mà bạn ấn các kiểu gì đấy, nó bị một số vấn đề. Nhưng mà mình thấy cái thằng Internet Download Manager này thì tốt nhất là bà con nên khai tử nó đi. Đấy, bạn có thể thấy mỗi cái resum thôi mà nó resum kiểu này nữa. Bạn đang download mà ví dụ như bạn rớt mạng nhá, hay là thế nào đấy, bạn phải tiếp tục download lại, mà mỗi lần nó rớt mạng xong nó resum lại cái này nè thì sắp mặt là luôn, chờ chết luôn á. Ok, cho nó chạy thôi. Hello.
phá rối gì không biết. Lên được thỏ. Trời ơi, thỏ làm gì vậy? Tôi đánh phụ nó mà nó đánh phụ nó mà cuối cùng nó rất đánh. Thỏ hâm nè. Bật bích lên đi. Biết đi gần đó. Để nó bỏ mít luôn kìa. Nó mít này lầy quá. Đập lên nó. Trời ơi, đồng đội tôi đánh chán dữ vậy nè. Dòng đất ai đánh rồi nó sẽ làm gì đâu không à. Mấy ông rừng chắn.
họ chán đời họ quá. Bọn em đi găng.
Attack! Attack! Eggs! Attack!
phải. Hay không, hay không? Nhạc đấy mà hay gì? Nhạc hay vậy mà nó thua rồi, không còn nói luôn. Chắc quán này thua rồi. Để tao bật nhạc cho mấy ông nghe. Sợ thua lắm. Quán này liên tục kêu hai ấy. Úi dạ. mấy ông có lên kim cương mà mấy ông thế thì cũng chết thôi. Kim cương tụi nó đánh kinh lắm. Anh em cua cái này cháu thanh lên. Lên kim cương. Cả có lên được kim cương thì cũng vậy thôi à. Mình đi xuống nhanh lắm. Đây là bật nhạc cho mấy ông nghe. Mấy ông mít, ông mít ông làm gì vậy? Ba thằng thôi. Ba thằng thôi. Retreat.
Có ai? Mày nói có ai? Chà thi á. Đánh chán quá. Oh,
Quá.
vui đi. Các bạn nhanh hơn thật. Ok, bà phơ. Giờ mình là chơi quá nên mình cũng không nhìn được cái thời gian, nó hiện chỉ lúc bắt đầu rồi bơi là bao nhiêu phút, nhưng mà mình nhớ là nó ngắn. Thật ra thì nó bị một cái đoạn là do lúc mà mình đang down mà mình stop lại, thế nên nhưng mà mình nhìn thì thấy có vẻ nhanh, khoảng đâu đó chắc không tới 30 phút đâu. Nói chung là nhanh. Nói chung là dùng SSD cách két nó có hiệu quả thực tế rõ ràng, chứ không phải là chỉ có hiệu quả trên lý thuyết giống như bình thường. Rõ ràng bạn có thể thấy rõ là thời gian bây giờ bạn nào muốn test dễ lắm, bạn cứ đào một cái file 50GB và bạn cắt là 16 phần trên con HDD bình thường, sau đó bạn thử đi. Mình nhớ là trung bình nó phải 2-3 tiếng nó mới rebuild xong á, thì cái này mình nhớ đâu nó chỉ khoảng chưa tới nửa tiếng nữa. Không, tại vì mình lúc đấy mình lại lo chơi game nên mình không để ý chính xác lắm. Nhưng mà mình nhớ trung bình thì cái con, nếu mà dùng SSD thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Thế nên không biết được lúc mà dùng qua KOG. OG đây, OG nó kết khác. Không có gì để nói nhiều lắm, sau khi làm xong thì nó về không hết rồi. Tổng thể thì nó nhanh, chắc chắn. Hiện tại mình đang bật phần như tất cả các app đang chạy, trình duyệt đang chạy, tất cả mọi thứ chạy bình thường. Và nó không bị tình trạng đơ so với bình thường, so với để SSD chạy HDD bình thường. Đó là cái ưu điểm đầu tiên, là mình nghĩ đó là ưu điểm. Cả các trường hợp nó không có hoàn thiện tốt về vấn đề tốc độ, thì riêng cái chuyện mà nó không làm máy của bạn bị đơ là đã là một chuyện rất là hay rồi. Về tốc độ thì mình phải coi lại cái clip thì mình mới nhìn được cái thời gian ở trên máy thì mới đánh giá được. Nhưng mà lúc mà mình bắt đầu nhìn thì mình nhớ nó khoảng chừng 15 cho tới 30 phút gì đấy, khoảng ở cái khoảng đấy. Nhưng mà bây giờ không coi được clip nên không chắc được lắm. Chắc cái đoạn này mình sẽ ấn sub. Đấy, cái đoạn này mình sẽ ấn sub từ cái tham, bắt đầu từ cái tham giờ chạy cho tới lúc mà nó tí nữa mình coi là clip á.
thì mình sẽ coi lại cái đoạn từ lúc nó bắt đầu hiện chữ rebuy cho tới lúc cái đoạn nó hoàn thành xong thì hết bao nhiêu phút, mình sẽ làm thành cái sub để ở dưới thì nó sẽ cụ thể hơn. Còn bây giờ thì mình không nói được tại vì mình không nhìn. Cái clip này nó cũng quay ở cái, nó không có chủ định để quay, và lúc mình đang quay thì mình lại bị vướng cái tình trạng lúc mà stop lại để bắt đầu pause á, pause rồi lúc bị xâm lại nó lại chạy một đoạn, thế là mình thấy nó chờ lâu quá, thế nên mình vào game mình chơi luôn, thế là mình không có nhìn được cái đoạn đấy. Ok, tổng thể thì thực tế là nó có nhanh hơn, còn nhanh hơn bao nhiêu giờ, bao nhiêu phần trăm thì tí nữa mình sẽ sub cụ thể. Điểm thứ hai là nó giúp cho bạn không bị đơ lắc máy khi xem cái ổ cứng HDD của bạn nó bị full load. Như bạn hãy thấy lúc full load thì cái máy mình vẫn chạy bình thường, không bị tình trạng đơ. Không bị đơ. Phim thì bạn thấy đó, mặc dù mình kết thông qua Primor Cache, tức là nó sẽ dùng ok, mình sẽ nói thêm một tí về cái phương pháp hoạt động của nó. Tức là nó hoạt động kiểu như vậy. Mọi thông tin lúc mà truy xuất ở trên cái con ổ đĩa HDD của bạn thì cái phần mềm này nó sẽ tống sang Primor Cache, nó sẽ tống sang chạy trên con SSD, và cái sau đó cứ sau 10 giây thì nó sẽ lưu hết những cái thông tin đang lưu ở trên SSD ngược về HDD để HDD của bạn có dữ liệu. Về mặt lý thuyết thì bạn làm như thế thì có khả năng bạn sẽ mất dữ liệu, tại vì trong thời điểm mà bạn, tức là nó có khoảng 10 giây để nó lưu dữ liệu đúng không, nhưng mà ví dụ như trong thời điểm nó đang chép dữ liệu ngược từ con SSD sang HDD mà bạn bị cúp điện, bạn bị lỗi phần mềm, bạn bị cái gì 1001 lý do mà bạn bị xích đau máy ví dụ vậy đi, thì nó sẽ không lưu được cái dữ liệu trong 10 giây đó ngược sang HDD và mất dữ liệu đấy. Đấy, đây là một trong những cái vấn đề khi bạn kết đó. Cái này thì nó bắt buộc phải như vậy rồi, và mình nghĩ không có cách nào để xử lý được hết. Rõ ràng mà nó phải lưu được một cái ổ đĩa khác, sau đó nó lại chuyển sang một cái ổ đĩa khác, thì cái chuyện khả năng mất dữ liệu là có. Tiếp theo đó, cái vấn đề đó mình nghĩ là không bao giờ xử lý được. Nó bắt buộc phải bạn dùng SSD hoặc là dùng RAM để cache thì bạn sẽ phải chấp nhận chuyện đấy. Nhưng mà thực tế thì mình dùng cũng 10 năm nay rồi, và cái xác suất mà đang dùng bị bạn đang làm một cái gì đó liên quan tới dữ liệu á, mà bị cúp điện hay bị lỗi phần mềm hay gì đấy mà nói chung mà làm cho máy bị shutdown á thì có. Nhưng mà thực tế thì mình toàn là dùng trên laptop, ngày xưa mình toàn dùng laptop thôi nên không gặp. Còn chuyện bạn đang dùng máy được ngọt mà bạn bị sức đau dữ liệu thì kiểu như bạn đang dùng máy á, mà bạn bị cúp điện á, thì thực ra thì kể cả bạn không kết thì bạn cũng mất dữ liệu ngay ở cái thời điểm đấy rồi đúng không. Thế nên mình cũng không nghĩ là cái chuyện bạn phải mất 10 giây để ghi dữ liệu qua lại nó là một cái gì đó quá ghê gớm, tại vì thực tế mình cũng dùng suốt bữa giờ mình chẳng thấy vấn đề gì. Cái điểm mà mình rất là sợ đó là lỗi phần mềm. Cái phần mềm Primor Cache lỗi ở bản thân phần mềm nhé, chứ không phải là đấy. Và cái thằng Windows á, hai thằng đấy nó không có Android với nhau và nó bị lỗi, mà cái đó gọi là lỗi từ phần mềm á, chứ không phải là nói về vấn đề tính năng nhé. Thì mình sợ nhất là cái đấy, nhưng mà thực tế thì mình dùng cái phần mềm này thì mình dùng cũng có chục năm nay rồi, mình dùng từ những cái bản xưa cho tới bây giờ là thì mình không thấy lỗi gì. Nó nhận thức là mình không gặp, chứ không phải là không có lỗi. Nhiều người vẫn nói, một số người họ nói là vẫn có người họ chạy thì bị lỗi ví dụ vậy, nhưng mà nó liên quan tới vấn đề Windows nữa, thế nên mình cũng không chắc. Nhưng mà cá nhân mình thì mình không chạy, mình không thấy lỗi gì, thì chính vì không thấy lỗi gì nên mình vẫn tiếp tục dùng cho tới giờ. Hồi nãy mình có thử đó, nhưng bạn thấy cái thử một cái file internet đó bên Android thì ít nhất là mình không bị tình trạng lắc máy khi full load cái ổ HDD. Để tiếp theo là nó nhanh hơn, nó chắc chắn là nhanh hơn rồi. Nhưng mà mình thật ra thì để thử cái vụ này thì bạn phải thử ở trên một cái file mà nó khoảng chừng 100GB á, tức là nó vượt quá cái ngưỡng mà bạn dùng cái ổ SSD để cache á. Ví dụ như mình dùng là 50GB để ghi và 50GB để đọc này, thì bạn phải làm cái file của bạn lúc làm nó phải quá cái ngưỡng này thì bạn mới đánh giá được hiệu quả của nó được như thế nào. Nhưng mà thực tế cái phim hay là cái gì đấy mà nó quá được
100 kit để mà mình down thì mình cũng hiếm gặp quá, cho nên mình cũng không thử được, mà chỉ thử ở cái file khoảng chừng 40 mấy kit á. Đây xem nào. Cái file phim này nó chỉ khoảng gần 47 kit, nói chung khoảng 50. Thoải mái thôi, thế nên mình cũng không mà thực tế thì bạn sử dụng thì cũng hiếm lắm. Rất hiếm khi nào bạn sử lý ở trên một cái data mà nó to hơn. Thường thì cái file sụt file gì của bạn á, nó cũng chỉ ở khoảng 50 GB thôi đúng không? Ví dụ như bạn xử lý Photoshop các kiểu ấy, thì nó cũng chỉ ở khoảng có hai file của bạn nó cũng chỉ ở khoảng đấy thôi. Trừ trường hợp bạn biên tập video. mình cũng chưa thử biên tập video cái file sụt nào mà nó quá được cái khoảng đó nữa. Tại vì thực tế thì đây, những cái file mà mình thử làm trên Premiere gọi là gì? Adobe Premium thì mình thấy cái file nó còn bé tí, nó có 58 ký thôi. Đấy, thế nên mình cũng rất hiểu tại sao một số ông kêu là file gốc nó lên mấy gig hay là mấy chục gig thì mình không hiểu lắm. File mình làm thì nó bé tí. Nên là nó chỉ là... Tại sao nó nhiều file nhỏ chứ nè. Hình như mình xóa bố nó hết rồi. Đây, đây là cái file Premium mình xài thì... không phải, đây file chứa nó cái audio thôi, file sụt mình xóa hết rồi, cái file ra cái file video mình xóa cho nó nhẹ máy bớt rồi. Đây, nó kiểu như vậy này, nó chỉ khoảng chừng 2-6 GB thôi, nó nhẹ thôi. Mình cũng có thử tất cả những cái ứng dụng như thông thường, như là mở file, đóng file, tách file thì mình đều thấy nó không có vấn đề gì cả, rất là nhanh. Gần mặc dù nó là trên con HDD nhưng mà mình thấy nó ổn, không có vấn đề gì cả, nó nhanh, ổn định. Ủa? Cái clip gì đây trời? Quái vậy phía này. Aru. Đúng. Nó là á nhân, đúng rồi, Azi vậy đó, đúng rồi. Mà không biết tại sao đào cái này lâu lắm rồi mà chưa coi. Nói chung thì tạm thời mình kết luận á là hiện tại nhá, ở phiên bản Primo Cache 3.0.9, mình cũng không biết nó có bản mới hơn chưa, nhưng mà bản mình đang dùng là 3.0.9 và Windows mình đang dùng là Windows 10. Đây, Primo Cache 3.0.9 và Windows 10 thì thật ra thì cứ mình cứ update bình thường thôi. Mình Windows 10 thì chẳng có gì cả. Phiên bản bao nhiêu thì mình không nhớ chính xác nó là phiên bản nào thôi. Chắc phải ấn một cái nút nữa nó mới ra system chi tiết cái version bao nhiêu ấy. Còn bây giờ nó hiện mọi chữ Windows 10 Enterprise thôi. Thì nói chung là xài trên Windows 10 đi, nói chung là trên Windows 10 thì mình không thấy lỗi gì cả, xài bình thường, gần như mình không gặp lỗi gì cả, tại vì nếu mà có lỗi mình đã gỡ cái phần mềm Remote Cache ra rồi, chứ không thể nào cài mình. Ok, mình sẽ bật thử một lần cuối cùng xem mình cài cái phần mềm này từ ngày nào, tại mình nhớ mình cài cũng khá lâu rồi, cũng phải vài tháng rồi đấy. Ok, cái ngày mình cài là tháng 1 hả? 30 tháng 1 hả? Mà hôm nay là tháng 2, tháng 3. Vậy là hơn, chắc phải gần. Ok, mình cho 30 tháng 1 là cho ngày đầu tiên tháng 2 đi. Vậy là tháng 3, vậy là một tháng, hơn một tháng rồi. Mình xài liên tục, gần như đủ các ứng dụng, chạy đủ các thứ trong một tháng nay rồi. Và mình không hề gặp bất cứ một vấn đề gì cả, không hề gặp lỗi gì cả. Chứ không phải là chỉ mới cài 1-2 ngày trước và mình dùng. Để mình nói mà mình dùng cũng hơn 1 tháng rồi. Riêng cái bản 3.0.9 nhá. Còn trước cái bản trước đấy thì mình dùng đầy rồi. Mình dùng 10 năm rồi, mình cũng chẳng gặp vấn đề lỗi gì cả, chỉ ổn định. Và hiện tại thì tất cả các ổ đĩa HDD của mình đều tống nó cho nó sang dùng Cache, cho nó sang con SSD. Và hiện tại bạn có thể thấy đấy, gần như là chỉ có mỗi con SSD này nó chạy thôi. Ngày xưa thì mình còn cái ổ đĩa Win á, mình còn tống nó sang RAM nữa cơ. Nhưng mà bây giờ máy mình dùng nhiều RAM quá, cho nên
mình cũng không, nó chỉ vừa đủ ram xài thôi. Bạn có thể thấy này, ba bốn cái trình duyệt lên là thấy mẹ nó full bố, nó gọi là full bố nó ram rồi, cái điều là muốn hết rồi. Thế nên mình cũng chưa sau này có dịp thì mình xài, mình sẽ lắp cái đàn mới hay gì gì đấy, mình sẽ lên 64GB hay gì đấy thì mình sẽ chuyển sang ram nữa, nhưng mà cũng thừa quá mà cũng tốn kém, nó cũng không xài đâu. Tại vì dùng một con SSD để làm cache nó hiệu quả hơn mà nó rẻ. Bây giờ một con SSD 512 500GB nhá, nó khoảng 2 triệu 2 triệu 2, tầm đấy, đó là giá chính thức luôn. Bạn có thể mua được rất rẻ ở trên những cái trang bán hàng. Còn bạn mà mua được giá rẻ hơn thì đầy nữa. Nếu bạn chịu xanh một tí bạn sẽ mua được giá rẻ hơn nữa. Ừ. Đấy, khoảng 2 triệu. Thì nhưng mà mình mua con 500GB là 2 triệu. Sau đó mình bỏ ra 100GB mình làm cái két cho những cái ổ cứng khác. Tại vì mình nghĩ 100GB cũng vừa rồi, tại vì thì cứ 10 giây nó sẽ tự động chuyển data từ SSD sang HDD rồi. Thế nên trừ cái trường hợp mà cái con trừ cái trường hợp mà bạn xử lý cái số lượng công việc nó quá nhiều, nó thường xuyên phải dữ liệu ở trên cái data to hay là cái gì thì mình không bàn, chứ còn như nhu cầu bình thường kiểu mình thì mình xài mình thấy gần như cái máy khi nào nó cũng chạy 0% là chính thôi, tại vì mình dùng trình duyệt là chính thôi. Đấy. Còn những cái ứng dụng đấy, mình nghĩ ổn, không có nơi gì bình thường. Ok, đây là một cái clip hoàn toàn hoàn toàn tự phát, không có hề có chuẩn bị để quay để ấy các kiểu. Tất cả các thứ đều là đùng một phát, mình lúc mình đọc cái phim đó mình mới nhớ để mình test lại cái vụ này. Tại vì mình đang dùng két, ngày xưa thì mình không dùng, ngày xưa ở trên Windows PC mình không dùng. Có một hôm mình đang một bộ phim gì đó, hình như là Marvel, cái bản gì mà có thằng Thor á, thằng Thanos nó búng tay phát mẹ cả hành tinh mất đi, tất cả ngân hàng mất đi hết nửa số danh ấy. Bộ đó mình nhớ đau cũng 40 mấy GB, và thế là lúc nó đang đau xong mình không để ý, mình đã làm việc thì mình thấy cái máy mình đứng cứng ngắc, đơ như cái cơ luôn. Mẹ ơi, nó lót, nó nối file mà nó làm đơ cả máy đấy. Thế nên mình mới lục lại cái bộ này để mình cài lại, thì hôm nay mình thấy ổn, tính là nhanh hơn và không bị tình trạng đơ khi 100% load. Ok, thank you. Bạn nào có coi cái clip này, coi tới giờ này thì chắc mình nghĩ mất cũng hơn 1 giờ đồng hồ, hơn 1 giờ để quay clip, thì thấy bạn nào coi thì cũng nhiều, khá là nhiều thời gian đấy. Ok, trong clip mình sẽ cắt gắn bớt lại những cái đoạn mà nó chạy á, lúc mà nó chạy gọi là đi vui hay là đi xâm á, thì cái đoạn đó mình nghĩ không quan trọng đâu. Những cái đoạn đấy, thời điểm đấy nó chỉ là nhìn thôi, thì mình sẽ tua tới đi và sẽ không coi được cái đoạn đấy, nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Ok, thank you.